Tinh thần khởi nghiệp đã thôi thúc nhiều bạn trẻ có những suy nghĩ, niềm khát vọng sáng tạo để đi tới thành công. Chúng ta hãy cùng đến với một dự án của nhóm bạn trẻ 8X. Được thành lập từ năm 2012 với tên gọi HKBuy, với các giải pháp phương tiện di chuyển chạy năng lượng sạch bằng điện chất lượng cao và tiết kiệm chi phí từ 30 đến 40 lần so với xe máy. Hãng xe điện Pega hoạt động theo mô hình hợp dọc là mô hình hoạt động mới tại Việt Nam với nhiều thách thức. Không quá quan tâm về lợi nhuận ban đầu nhưng lại rất bền vững, Pega đã liên tục đổi mới và cải tiến để có được một sản phẩm hoàn thiện nhất, cạnh tranh với các xe máy chạy xăng. Sau 4 năm phát triển thì bây giờ Pega đã có một cái đội ngũ với rất nhiều những cái bạn trẻ tuổi R&D, từ những kỹ sư công nghệ đến những cái kỹ sư cơ khí và kỹ sư tạo dáng công nghiệp. Thì đây là một trong những cái điểm thế mạnh rất mạnh của Pega so với các hãng khác. Chúng tôi đã bắt đầu tự thiết kế được sản phẩm và sau đó là phay mẫu, đắp đất và làm khuôn những sản phẩm đó. Thì những sản phẩm này là đều được Pega nghiên cứu những cái nhu cầu khách hàng rất là rõ. So với những doanh nghiệp khác thì họ chỉ sản xuất những cái sản phẩm mà có những cái mẫu sẵn ở trên thị trường, thì chắc chắn họ sẽ không đáp ứng được rất nhiều những cái yêu cầu của người tiêu dùng đưa ra. Để có được những sản phẩm độc đáo và chất lượng cao nhất, những doanh nhân trẻ 8X đã tiên phong không ngừng đầu tư hệ thống chất xám mạnh mẽ và tăng cường kết hợp với các doanh nghiệp sản xuất linh kiện xe hai bánh tại Việt Nam để tạo nên một thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Cùng với đó là kết hợp cùng tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Porsche tạo ra động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Chính điều này đã tạo sự khác biệt mới lạ, giúp nội địa hóa sản xuất xe điện lên đến 35%, tạo sự khác biệt nổi bật so với sản phẩm xe máy điện nhập đang được bán tại Việt Nam. Đến nay, hãng xe điện Pega đã có 230 showroom trên toàn quốc và chiếm đến 30% thị phần xe điện của cả nước. Quy mô của nhà máy hiện tại đang là 21.000 m² và có 2 phân xưởng lắp ráp và phân xưởng nhà kho. Thì với cái hình thức làm việc cũng như là cái dòng chảy sản xuất của nhà máy Pega, đó là chúng tôi hợp tác với các nhà linh kiện ở trong nước để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng. Sau đấy thì chúng tôi sẽ tập kết linh kiện ở nhà máy ở Pega và lắp ráp lên thành những chiếc xe thành phẩm. Để đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ, tháng 4 năm 2017, hãng xe điện Pega đã cho ra mắt dòng sản phẩm mới với những thiết kế độc đáo và thú vị, phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Thành công của những bạn trẻ thêm một lần nữa khẳng định sức trẻ, tinh thần tiên phong xung kích, không ngại khó khăn để đưa thương hiệu Việt Nam ra tầm quốc tế.